안녕하세요, 여러분. Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay clip này mình dành ra để chia sẻ một chút về những cái dụng cụ mà mình sử dụng khi làm việc CNC tại Hàn Quốc. Đối với nhiều anh em thì có thể những cái dụng cụ này chả có gì là lạ lẫm nữa vì họ quá dân rồi. Còn mình sẽ giới thiệu cho những cái bạn mà chưa biết và sau này sang Hàn Quốc có thể cần. Vì nhiều anh em đã đăng lên những cái group hỏi là làm sao mà để không có bị lột tay này, không có bị đau lưng này khi làm CNC. Thì như mọi người thấy đó đấy, clip trước thì mình đăng lên công việc mình làm á, thì thấy nó đơn giản đúng không? Nhưng mà đa phần chúng ta đều bị đau ở phần bên này. Vì khi mà đứng một chân rồi nghiêng người, nghiêng qua nghiêng lại như thế này thì cảm giác nó rất là đau ở khu vực này và phải cúi nữa. Thế nên là mình đã nghĩ ra một cái giải pháp, mình mua một cái đai. Cái này thì ở Việt Nam gọi là cái đai chống gù lưng đúng không? Bên này thì cái này 500 nghìn, rất là đắt. Đây là dụng cụ đầu tiên mà mình sử dụng, mình đeo cho vào cho mọi người xem nha. Hệ thống cao su nên là co giãn rất là dễ. Ví dụ như khi mà mình đeo như thế này thì cái này mình có thể kéo xuống và rồi ôm ngang qua bụng này. Ở đây nó có cái giãn lại cho mình này. Đây là như thế này, mọi người có thể thẳng lưng để mà có thể làm việc, và khi mà mình nghiêng qua nghiêng lại thì không bị di chuyển cái phần xương ở bên này. Thì sau một ngày mà mình làm việc với cái này á thì mình không có thấy cái triệu chứng đau ở bên này xuất hiện nữa, rất là hiệu quả. Nhưng mà có một cái nhược điểm, đó là nó bóp cái ruột của mình. Thì nếu như mọi người đeo một thời gian thì phải dừng lại và cởi ra để cho cái hệ tiêu hóa chúng ta nó hoạt động bình thường. Bây giờ trên mạng có những cái bài mà khi mà đeo cái đai nịt bụng nó nhiều ấy thì nó gây ảnh hưởng đến cái hệ thống tiêu hóa. Còn lại ở trên van này thì không sao, đeo rất là thoải mái và mình cảm thấy cái lưng mình thẳng ra nữa. Đây, mọi người có thể xem lại nha, như thế này. Và nó kéo hai cái phía vai của mình ra sau nên là lưng mình sẽ thẳng. Còn nếu như bạn làm CNC một thời gian dài mà không có những cái đá như thế này thì gù lưng sẽ là cái điều chắc chắn xảy ra. Mình nhìn thấy cái người quản lý của mình đã bị gù lưng nên là mình rút kinh nghiệm ra, từ đó mình sẽ sử dụng những cái phương pháp mà để có thể giảm thiểu cái điều đó. Và tiếp theo là cái bao tay. Làm CNC thì bao tay là cái điều không thể thiếu. Có những người sẽ không sử dụng bao tay nhưng mà đối với bản thân mình thì phải sử dụng, bởi vì dầu mỡ quá nhiều, cái dầu đó nó ngấm vào tay, nó không phải là chúng ta lau được hết, phải rửa bằng xà phòng. Và có một điểm là nó có thể ngấm vào da, ngấm vào da thì lâu ngày nó sinh ra là ung thư da. Cái này là mình đọc ở trên mạng thôi nha. Còn nhiều người sẽ đã đeo một cái bao như thế này là thấy đủ rồi nhưng mà không được nha. Đeo như thế này thì dầu nó thấm qua găng tay phải rồi cùng tiếp xúc đến da, hoặc là nhiều người sẽ chọn găng tay cao su đây như thế này. Và nhược điểm là gì ạ? Nếu như đeo một lớp cao su như thế này thì mồ hôi tay sẽ ra, và ở phía trên này là vải thì nó cũng sẽ ngấm vào da chúng ta. Đi làm nhiều thì dầu nhiều nó vẫn ngấm, và cao su thì nó được một thời gian thôi, khi tiếp xúc với dầu thì cái này chỉ sử dụng được 1 đến 2 tuần là phải vứt mua cái khác. Và có người sẽ không sử dụng cái này mà họ sẽ dùng cái này, và
cái này. Đây là găng tay ni lông. Cái loại này thì cũng khá là hữu dụng. Thực ra là cái này dùng để chúng ta làm nhà bếp đúng không? Rồi bóp thức ăn chẳng hạn. Nhưng mà khi trong công việc thì phải sử dụng đây, như thế này. Nhiều người sẽ đeo như thế này và đeo chồng lên một lớp như thế này là ok. Nhưng nhược điểm, mồ hôi tay nó ra. Và khi mà mồ hôi tay ra thì đặc biệt là sẽ bị lột da này, lóc da này. Mình đã bị cái này rồi nên mình rút ra kinh nghiệm. Nhiều người cũng đăng lên là hỏi vì sao mà bị lột da. Nếu như làm ở công ty cũ, làm với máy móc thì mình sẽ làm như thế này. Mình đeo một lớp găng tay vải trước, rồi tiếp đến một lớp ni lông và ngoài cùng là một lớp găng tay vải. Nhiều người bảo sẽ khó chịu, nhưng mà một thời gian đầu mình đeo cảm thấy khó chịu thôi, còn sau này thì không bị nữa. Nhưng làm CNC cái hàng hóa của mình thì không thể đeo cái găng tay vải được, bởi vì nó có những cái sợi như thế này và nó dính vào những cái khía của cái con hàng ấy, thì không có đo hàng được, nên là quản lý nó không cho dùng. Nên là mình đã mua cái găng tay cao su này, mặc dù đeo nó rất là khó chịu. Này, đây là cách mà hạn chế dầu mỡ cũng như là mồ hôi tay, nên là mọi người có thể áp dụng nha. Trước tiên thì chúng ta đeo cái găng tay vải trước. Mục đích là để làm gì ạ? Có nhiều người sẽ đeo như thế này và như thế này là đủ, nhưng mà mồ hôi tay nha. Không tin các bạn thử đi đeo cái này mà 8 tiếng một ngày hoặc là 12 tiếng mồ hôi tay, và sau 3 ngày thôi là tay chúng ta lột hết. Nên cái này là dùng để thấm mồ hôi tay rất là hiệu quả. Một lớp này. Để lớp thứ hai này, có thể các bạn phải đeo thêm, trồng thêm một cái như thế này nữa, bởi vì cái này sẽ rất, nó rất là mỏng, nên là trong khi làm việc thì nó sẽ bị thụt lộ và nó ngấm dầu vào trong cái găng tay vải. Nên là mình khuyên đeo hai lớp ni lông. Và tiếp đến là cái này. Như thế này. Bởi vì là cao su lúc đầu nó hơi cứng một tí, nhưng khi tiếp xúc với dầu á thì nó sẽ rất là giãn ra và dùng rất là thoải mái. Đây, như thế này. Sau khi mà kết thúc công việc, mọi người tháo ra thì không phải chỉ một tí dầu nào vào vai cả, rất là hiệu quả. Và thêm một dụng cụ nữa. Đây, cái này không thể thiếu. Mình thấy nhiều người làm lại không đeo kín, bởi vì dầu CNC thì mọi người biết đấy, khi mà xịt vào một cái nó bắn lên trên trời này, nó bay vào mắt. Một tháng trời mình không sử dụng cái này mà mắt mình bị đỏ liên tục. Đi làm từ buổi sáng đến buổi tối về là mắt đỏ, bởi vì dầu nó bắn vào mắt ấy. Thế là mình đeo kính. Đây. Nhiều bạn nói rằng là đeo kính thì không đeo khẩu trang được, thì giải pháp như thế nào? Đây là cái loại khẩu trang mà có thể che kín cả khuôn mặt, đeo kính vẫn không có bị mờ kính. Này, khi đi làm mà chúng ta sẽ đeo như thế này và đeo bao tay nữa. Đó. Có nhiều loại kính nó chuyên dùng cho cái công việc, nhưng mà mình đặt cái kính ở Việt Nam nên là mình sử dụng luôn, nó khá là ok. Đây, đây là dụng cụ. Và thêm một cái nữa, ở Việt Nam mình cũng không ngờ tới cái này luôn đấy. Đây là nút bịt tai. Lúc mà vào làm mà mình chưa bịt thì mình cảm thấy nó bình thường, nhưng sau khi một thời gian mình sử dụng rồi thì không có nó thì cái tai mình cảm giác nó rất là đau và ngứa khi mà cái âm thanh nó dồn dập như thế này. Mọi người thử tưởng tượng đi, cái màng nhĩ chúng ta là một cái màng mỏng như thế này mà âm thanh nó dồi liên tục trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ thì dần dần chắc chắn là sẽ bị lạng tai hoặc là bị điếc. Cho nên là sử dụng cái này, nút bịt tai. Cái này mua rất là rẻ ở
những cái cửa hàng GS hoặc là Daiso. 1.000 là có khoảng 4 cặp và 8 cái và nhét vào tai như thế này. Nó hạn chế được âm thanh. Đôi khi mà có những cái tiếng chúng ta đóng cửa, cửa máy lại thì dường như là không nghe. Còn nếu như chúng ta để như thế này và xịt hơi, xịt thì nghe nó rất là rát, rất là chướng. Nhưng mà đeo cái này thì hạn chế. Đó là tất cả những cái dụng cụ mà mình sử dụng trong công việc. Còn bạn nào hay là anh em nào có thêm nhiều cái dụng cụ khác để hỗ trợ nữa thì có thể comment ở bên dưới để mà mình có thể áp dụng thử xem. Còn hiện tại đối với mình như thế này là ổn. Và những cái người mà bị đau lưng bưng những cái hàng nặng chẳng hạn thì cũng có thể sử dụng cái đai này nhé. Cái đai này mọi người có thể gọi là đai chống gù lưng là ra, hoặc là gọi chữ hori, cái đai, cái dây gọi là chữ gì nhỉ, mình quên cái từ tiếng Hàn rồi, nhưng mà chỉ cần gọi chữ đai chống gù lưng bằng tiếng Hàn là ra nhé. Khi mà chúng ta cúi thì có thể là cúi như thế này thì cái đai này nó giữ lại. Đây là cái loại tầm trung, nó 500.000 thôi, nhưng mà mọi người có thể mua cái loại đắt hơn, có nhiều loại nó lên đến vài triệu. Thì vài triệu thì chắc chắn là chất liệu như là cái độ đàn hồi của nó cao. Còn cái này thì cái độ đàn hồi nó yếu, nên đôi khi chúng ta kéo nó xuống một thời gian thì nó giãn ra. Thì buộc phải có cái nút ở đây, mình phải kéo cái sợi dây này này. Từ lúc mua về thì nó rất là ngắn, nhưng mà bây giờ mình kéo nó dài như thế này rồi. Nên thử sử dụng thì rất là hiệu quả. Chúng ta có thể mặc vào trong người, sau đó là choàng áo ở ngoài thì không ai thấy cả. Và ta ngồi lúc nào cũng thẳng như thế, thì rất là thoải mái khi làm việc. Nó hạn chế được những cái sai lệch ở trong cái xương của chúng ta. Nhiều người nói rằng là nó không cần thiết, thì đúng rồi. Đối với những người khỏe mạnh, đối với những người mà có kinh nghiệm thì họ sẽ không cần thiết. Nhưng mà đối với những cái người mà không có sức khỏe hay là cái tư thế xương nó dễ bị sai lệch thì nên sử dụng, mình nghĩ là như vậy. Đôi khi cái cách bỏ con hàng vào cái máy CNC mà người thấy đấy, chúng ta phải cúi liên tục, cúi như thế này, nghiêng như thế này, thì dần dần cái phần xương sườn và cái xương sọ chúng ta nó sẽ bị cong cho nó không có thẳng. Nên cái phương pháp là đứng thẳng và đưa vào, đừng có nghiêng như thế này. Ok, clip mình xin tạm dừng nhé.